Chiều nay, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hút Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng có một buổi làm việc đánh giá hết tổng kết chương trình phối hợp tuyên truyền trong năm 2022 và bàn phương hướng thống nhất các nội dung kỳ kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã thực hiện đầy đủ đúng tiến độ và đạt kết lượng các phóng sự tiên bài, qua đó góp phần thể hiện vai trò cầu nối của thành hội giữa các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm với người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cũng như vai trò tham gia giảm sát phản biện của thành hội đến những vấn đề về chủ trương chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục quyền trẻ em của thành phố từ các chương trình phát trên sóng đã lan tỏa nghĩa cử nhân văn tốt đẹp trong xã hội, kêu gọi nhiều cá nhân tập thể tham gia giúp đỡ trẻ em và người nghèo nhưng có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2023, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát hợp chặt chẽ và hỗ trợ nhau trong công tác truyền thông trên lĩnh vực từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em. Cụ thể, Đài sẽ tiếp tục sản xuất các chương trình Tấm gương hiếu thảo vì tiếp ước mơ trực tiếp chương trình văn nghệ khai quỹ với chủ đề ấm áp tình người cũng như phối hợp đưa tin bài về các hoạt động từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn thành phố trong thời gian đến